Rồi, xin chào các bạn, đây là chiếc Winner X màu màu xanh xám ha. Vừa mới lên đồ chơi tại shop. Đây. Mình sẽ kể tên vài món đồ chơi, những cái món đồ chơi được lắp tại shop của mình ha. Đây là kiến kiến hậu Rizoma, hay gọi là kiến sò nè. Bao tay Racing Boy. Tay thắng Smart Beat kéo gãy ha. Có thể kéo dài ra và có thể bật lên, nên nó có tên gọi là tay thắng kéo gãy ha. Rồi phía trước cái mẫu là bốn ốc titan GR5 các bạn, màu xanh tím. Rồi phía bên tay thắng bao tay Racing Boy ha, gù dẹp CNC. Rồi phía dưới là cặp xi nhan tam giác ha. Xe này gắn một cặp luôn, ngoài trước xi nhan tam giác và ngoài sau xi nhan tam giác luôn. Xe này đã được bỏ cái phần xi nhan zin rồi, nó cồng kềnh quá, khách hàng mà yêu cầu bỏ cái xi nhan luôn, lắp cái xi nhan tam giác luôn. Cặp xi nhan xi nhan này vô đây rất là gọn ha các bạn. Quay từ xa cho các bạn xem luôn, dễ thấy lắm ha. Không có, nó không có bị khuất đâu. Nhìn rất là rõ. Rồi quay ra ngoài trước cho các bạn xem luôn nè. Một cặp xi nhan luôn ha. Sau xi nhan tam giác và ngoài trước xi nhan tam giác luôn, bỏ loại bỏ cái cặp xi nhan zin quá cồng kềnh. Ở phía trước này được tích hợp thêm cái xi nhan vào đèn pha luôn, cái này bên mình đã làm nhiều lắm rồi. Rồi khi mình bật chế độ đề mi thì nó sẽ ra màu trắng. Rồi bật xi nhan lên để nó sẽ phát tín hiệu màu vàng ha, rất là đẹp. Cái xi nhan này nhiều người nhất là nó vừa gọn đẹp ha, vừa có thể dễ dàng chú ý, báo hiệu cho người phía trước có thể thấy được tín hiệu xi nhan khi mà mình muốn rẽ sang hướng khác. Chủ xe này rất là chịu chơi ha, vừa tích hợp xi nhan vừa lắp nguyên bộ xi nhan tam giác trước và sau luôn. Rồi ở đây mình có trang bị thêm cái logo Honda nha, anh khách ảnh yêu cầu ha. Phía dưới là bảo vệ lốc máy màu xanh, thương hiệu Sharpower. Chân thì được trang bị thêm cái chống đổ CNC ha, giúp cho xe khi ngã xuống thì có cái này nó đỡ, nó cũng đỡ cho cái xe của mình. Rồi bên đây một cái logo màu vàng nữa, cái logo cánh chim Honda màu vàng nữa. Rồi dưới bên này là bảo vệ lốc máy. Sorry, it's DJ. Get some.
Sorry, it's DJ. DJ.